chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh bác tô và sau khi mình đọc bình luận thì mình thấy có Rồi <laughs> tự nhiên đang bình luận cái 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 giọng mình nó bị khàn tí được rồi thì uh, có rất là nhiều bạn báo cáo về cái trái human mình nó bị lỗi trên phiên bản mobile cho nên là ngày hôm nay mình sẽ quay lọc rút trên phiên bản mobile Đấy, thì uh, uh, cái trái human mình nó bị lỗi cụ thể là có một bạn mà nói như thế này nè bác tô ơi chắc là trái human mình buddha bị lỗi á À, nếu mà biến thành à, phật tổ rồi nhấn lại hình nhấn lại thành người lại tay của mình tay của nhân vật mình đưa ra là mình không thể biến lên dạng phật tổ được nữa đấy rồi có một bạn là nói là cái trái hu mình bị lỗi trên phiên bản mobile á anh à, hóa thành hu mình hai lần xong bị không xài được chiêu df và không đánh thường bằng mili được bác Đấy rồi có một bạn này nói anh ơi hình như là human mình với hai hình như là human mình bị lỗi rồi lúc đầu xài chiêu được uh, một khúc sau lại không xài được nữa à, uh, rồi có bạn là bác ơi bác tôi ơi trái human mình nó đang bị lỗi không đánh gì đánh không được với biến nhỏ lại không được đấy là những cái lỗi mà bạn gặp những cái trường hợp mỗi người thì báo cáo khác nhau nói chung là nó bị lỗi như bạn này đó là bác ơi giờ game lỗi rồi mỗi lần bật human v2 lên farm rồi tắt nó xuống cái tay nó đưa lên trời không bật khu mình được nữa dùng không không bật khu mình được chữ dùng à chỉ dùng được mili và kiếm trên điện thoại ở bạn này ngoài hoặc là trên điện thoại trên điện thoại nó bị lỗi mong bác uh, kêu admin fix lỗi trời ơi bác tôi không quen admin <laughs> Nói chung là uh, bác tôi làm video thì mong là những cái admin người Việt Nam có xem thì uh, sẽ uh, uh, báo cáo lại admin fix lỗi ha rồi thì uh, như là có bạn này thêm một bạn này nói là, anh ơi hình như là mình bị lỗi rồi lúc đầu sẽ chiêu một khúc sau này không sai được nữa Ồ, cái này mình mới đọc rồi rồi thì uh, bây giờ mình sẽ lấy cái trái của mình mình đi kiểm tra coi là trên phiên bản mobile nó bị lỗi gì anh em thì uh, xem thì trên <laughs> điện thoại mình bây giờ uh, quay game nó hơi bị lắc thật sự luôn uh, là lúc đó lúc trước á, thì uh, mình, uh, cái video trước mình quay á, nó rất là mượt đúng không anh em nhờ bây giờ á, thì sau khi mình cập nhật cái điện thoại mình lên cái phiên bản mới nhất thì bắt đầu nó bị lắc tôi nó chán thật sự luôn bây giờ tôi muốn quay về cái phiên bản cũ mà quay không được Thế này nó chặn hết rồi Nên mà là mình cũng không có thể quay về phiên bản cũ được Thật sự thì đúng là bác tô số nhỏ các bạn Đấy, mua điện thoại ban đầu quay mượt các kiểu bây giờ nè bạn thấy không Bây giờ nó rất là lắc luôn, rất là khó chịu Thì mình chơi nó mượt nhưng mà bật quay game một tí sau thì nó sẽ bị lắc Rồi thì mình sẽ lấy cái trái hu mình ra mình test thử nha để xem là trường hợp thì nó bị lỗi như thế nào Mấy bạn nói cụ thể Nó chỉ là cái trường hợp là trái hưu mình V2 Hey, thì uh, uh, không biết là có uh, uh, cái mili hay cái gì không. Rồi mình sẽ ra ngoài mình biến thành cái dạng human ha. Hey, các bạn thấy xem game nó rất là lắc luôn, chán thực sự. Uh, ra ngoài uh, còn 47 FPS. Nó giống như là nó bị uh, khóa cái FPS lại. nhưng các bạn cũng thấy là CPU và GPU thì nó chạy đâu có tối đa đâu. Đâu chạy bao nhiêu đâu mà cái số khung hình thì nó bị tuột. Tôi rất là bực mình cái trường hợp này khó chịu thực sự các bạn nào mà mua điện thoại Realme mà nó đang nằm ở Realme UI 2.0 thì đừng cập nhật lên cập nhật lên cái 3.0 á là bắt đầu nó lắc nói chung là cái điện thoại bạn mới mua về sao y vậy để y vậy luôn đừng có cập nhật bất kỳ cái gì hết là tôi cảm thấy là cái phiên bản đầu tiên mà tôi mua được nó là phiên bản mượt nhất còn bây giờ nè trời ơi cái chỗ chỗ thì mượt chỗ thì không nè đó 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 quay qua đây lắc nè còn quay qua đây thì mượt chả hiểu kiểu gì luôn rồi thì uh, đâu thì mình sẽ đánh thường nữa coi đây thì mình đánh được nha mình đánh được mình sẽ dùng kiếm mình đánh thử coi mình vẫn đánh được và bây giờ thì mình xử mình xài chiêu coi là nó có khác biệt gì không á đó thì tất cả chiêu hiện tại mình vẫn dùng được thế là không biết là cái trường hợp cái bạn bị lỗi như thế nào còn mình thì mình ít chơi mobile nên không biết có thể là qua cái thời gian mà mấy bạn sử dụng lâu dài nữa còn mình mình vô test thì lúc này mình test thì mình chưa bị nè rồi thì bây giờ mình sẽ uh, sử dụng chiêu của Mili luôn, mình sử dụng tất cả các chiêu này, sau đó thì uh, mình sẽ biến về cái dạng phần tổ coi. biết đâu là mình sử sẽ... dụng, rồi thử coi là nó có khác biệt gì không á, như uhm. vậy thì mình vẫn còn bình thường, trường hợp mấy bạn nói là nó đưa cái cánh tay lên trời, thì uh, nó uh, nó đã bị lỗi đó, các bạn thấy chưa? tôi rất là ghét những cái phím điều khiển nằm dưới đây nè, tại vì cái tay tôi nó to, mà cái nút điều khiển thì nó nhỏ mấy bạn nào mấy bạn còn nhỏ tay mấy bạn nhỏ chứ lớn như tôi rồi cái tay nó to lắm cái gan tay tôi nó dài tới hai mươi mấy cm thì các bạn nghĩ cầm lên cái điện thoại rất là khó điều khiển luôn còn như bạn nói là ipad thì dễ điều khiển đồng ý thật sự thì ipad dễ điều khiển nhưng mà tôi quay game trên ipad rồi tôi đăng lên rồi sao mấy bạn coi được đúng không nó cái, cái màn hình hình vuông mấy bạn coi trên điện thoại mất một khúc luôn coi nó đâu có được to đâu như trên điện thoại rồi thì uh, mình biến lại đây thì uh, đâu mình sẽ sử dụng xài chiêu nữa các bạn nói là nó nãy thì thấy có cái bình luận các bạn cái kia nói là lần hai đúng không đấy thì lần này mình sử dụng thì cái tay mình nó cũng không bị đưa lên trời Nên là uh, mình chưa thấy được rõ cái lỗi này có thể là admin fit rồi cũng phải chăng đây mình sẽ bật cái haki lên luôn bật haki lên thử coi hay là mình phải đổi sử dụng một cái loại mili khác các bạn nó sử dụng một loại mili khác coi là nó có bị lỗi hay không á còn cái mili này hiện tại mình thấy thì nó không có bị lỗi nè trời ơi, các bạn thấy không về zma cái là nó giật giật thật sự thì uh, tôi rất là hối hận luôn á bây giờ quay game như thế này nên là tôi rất là nản tôi không muốn quay game trên điện thoại đây nè bây hey, giờ thì, tới đây lóc thành 30 fps 34 mà các bạn nhìn thấy không cpu gpu thì chạy chỉ có một nửa thôi mà nó tôi cũng chả hiểu nó giảm khung hình lại làm cái gì khó chịu thật sự. Bây giờ tôi muốn tìm cái cách nào để giảm xuống cái Realme UI 2.0 như cũ luôn á, mà không được, quá là khó chịu luôn. Hey. chờ rồi gọi phone 6 ra mua cái game phone tôi quay cho nó nó khỏe chứ cái này thì thì, 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 thì thì chắc là chỉ để cày game thôi chứ mà quay clip cái bắt đầu nó bị lắc, thì khó chịu thực sự. Rồi thì. Uh, uh, à quên tôi nói tôi giờ tôi đổi cái 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 mili mà tự nhiên tôi 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 ngồi tôi tức tôi tức tôi bày tỏ cảm xúc về cái điện thoại của tôi xong rồi tôi quên luôn các bạn rồi mình sẽ lại đây mình đổi ha ở đây mình 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 đổi coi là như thế nào mình đổi qua cái super human ha mình nghĩ là mấy bạn xài super human là nhiều nhất cho nên là mình sẽ đem qua cái super human Thế mình ra rồi xong mình về đảo du mình test ở đây nó lắc quá rồi gắn cái mũ lái máy bay vô lấy cái đội cái mũ lái máy bay vô cái mình chạy nhanh hơn đúng không sau đó mình sẽ ra ngoài mình test rồi bây giờ sẽ biến thành dạng phật tổ này rồi sau đó mình biến lại luôn thôi coi là nó có bị hay không trời ơi nó bự nó phút cái tầm nhìn thật sự luôn các bạn ây hình như mình phóng to ra vậy nó mượt hơn nữa các bạn rồi đây nhỏ thì nó, nó, nó không có mượt bằng à, vẫn vẫn không thấy cái trường hợp mà như mấy bạn nói có lẽ là admin fit rồi mấy bạn ơi chứ cái trường hợp này mình không thấy nè đây mình sẽ thử với con minh gà coi hoặc là có thể là cái trường hợp mình sử dụng lâu hơn á thì uh, nó uh, kiểu như mình đi đánh lâu hơn thì nó mới bị đây mình sẽ thử mình mình đi đánh một vòng với con minh gà coi đây thì uh, có nhiều bạn thì nói là tội cho minh gà thì kia các kiểu nhưng mà thôi thì cũng dù gì thì đây cũng là cái lời quyền địa lý rồi ai mượn sinh ra ở cái chỗ gần gần cái 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 cà phê để cái chỗ người ta té đam hiểu anh cũng biết không bên cái C2 các bạn cũng ví dụ như cái chỗ bạn ở cà phê đúng không? thì chỗ mình đổi đồ đổi trái quỷ đó thì mình ra mình test với mấy nhà khoa học với test với ai thì cái Minh gà ở đây thì nó nó cái tội Minh gà nó không có tội mà cái đây là do là nó nằm ở cái vị trí mà nó có tội nó thành có tội thôi các bạn đúng không? ai mượn ở chỗ này làm chi rồi bây giờ đi ra nó bị người ta thử đam liếc đây con minh gà cuối cùng mình sẽ tiêu diệt cái con minh gà này sau đó mình sẽ thử mình biến lại thành cái dạng mà Phật uh, uh, biến lại dạng dạng bình thường. Ừ uhm, nó vẫn không bị các bạn. Có lẽ là đúng như mình nghĩ á là admin có thể là người ta fix rồi tại vì theo cái trường hợp mấy bạn nói là một cái lỗi nghiêm trọng trên một trái quỷ mà nó 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 khiến cho người ta không xài được chiêu á thì đó là một cái lỗi lớn luôn. Không phải đây không thể để chờ cái update mà để fix lại là fit thì fit ngay luôn Rồi các bạn thấy không Bây giờ nó lắc kìa Không hiểu kiểu gì Nhưng mà tôi nghĩ là phần lớn nó liên quan đến cái không gian trò chơi này nè Liên quan đến cái này nè Chứ không phải là liên quan đến Nó không phải là do những cái 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 cái, ấy đâu không phải là do cái, cái 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 phiên bản mới đâu mà lên cái phiên bản Android 12 nó bắt mình cập nhật một cái game center mới. Ở game center này thì nó có một cái vấn đề nên có vấn đề như mình để mình nghiên cứu chắc là xóa game center này thử thử coi là nó có nó có mượt mà hơn hay không rồi thì uh, video mà mình làm về cái lỗi trái vật tổ thì như các bạn báo cáo là có lỗi nhưng mà khi mình test thì nó không còn lỗi nữa rồi có lẽ là admin đã fix ngay trong cái thời gian mà nó bị lỗi cũng như các bạn cũng thấy không cái thời gian mình chụp cái bình luận thì người ta cũng bình luận mười mấy giờ trước thì trải qua một cái thời gian dài như vậy thì chắc là cũng bị được chỉnh sửa đâu hết rồi chứ không còn mà có cái lỗi như vậy nữa chứ cái lỗi mà người ta sao không xài được chiêu thì phải fix ngay đúng không trừ khi là nó dạng mà nó lỗi nhẹ dạng mà bung bay này kia thì đi qua update này update kia có thể up được phải chờ được còn cái lỗi mà người ta không sử dụng chiêu được là phải chỉnh sửa ngay lập tức và thôi thì mình thì mình không tìm ra được lỗi nếu mà các bạn nào còn lỗi thì cứ báo cáo lại bên dưới ha. còn theo cái ý kiến mình là theo cái ý kiến cá nhân mình là đã fit rồi ừ. Rồi ha Bây giờ mình sẽ kết thúc video này đây đi ha Bye bye mọi người nha